Con gái hả? Mình nghĩ là có. Chắc là có. Có thể là một số người là con gái có thể bị yếu sinh lý. Em nghĩ chắc là có. Theo mình nghĩ thì con gái cũng có thể bị yếu sinh lý. Theo mình thì sẽ là có. Em nghĩ là con gái cũng bị yếu sinh lý. Em là con gái nó cũng có nhưng mà thường là ít. Theo em thì con gái thì chắc là không bị yếu sinh lý. Dạ không chị, riêng em là không yếu sinh lý, là vì môn toán với môn văn thì em yếu thiệt, nhưng mà môn sinh môn lý thì em không có yếu. Yếu sinh lý với bạn gái thì mình nghĩ có lẽ là mấy bạn này sẽ bị nổ mụn nhiều nè, rồi hay là cặp cọc cằn khó tính, hay vợ chứng chẳng hạn vậy, rồi hay tối ngày cào cấu moi móc những đứa con trai khác trong lớp, mình nghĩ là như vậy. Chắc là nhìn đàn ông cảm thấy chán, không có cảm giác gì. Biểu hiện thì họ sẽ không có những cái ham muốn đối với người con trai ở bên cạnh mình chẳng hạn. Không có nhu cầu đối với nam giới chẳng hạn. Có vẻ mệt. Ví dụ như là biểu hiện của nó như là giảm ham muốn chẳng hạn, hoặc là nhìn thấy một cơ thể cường tráng đẹp đẽ nhưng mà mình không có hứng thú lắm. Em nghĩ là biểu hiện của yếu sinh lý chắc là điểm môn lý với môn sinh nhỏ chị. Dạ. Thường thường là những người mà người ta mãn kinh khi mà va chạm giữa người nữ và người nam. Người ta không có như là không có cảm giác gì hết. Họ không có một cảm giác gì đó với một chàng trai. Sự phát triển của cô gái đó không bình thường. Ví dụ cụ thể như là các cơ quan mà mình nhìn vào cảm quan như là bộ ngực của họ sẽ không được phát triển đều đặn, mà nó sẽ lép hơn, gọi là nhỏ hơn với những cái người bình thường, thì đó gọi là yếu sinh lý, em nghĩ vậy. Yếu sinh lý hả, thì chắc chắn là phải có rồi, vì có thể là hai người này sẽ tối ngày là cãi giả nhau, hoặc là từ những cái chuyện nhỏ không có không đáng là gì hết mà mấy bạn nữ cũng lôi ra nói cho được, thì chắc có lẽ là sẽ ảnh hưởng ít hay nhiều thì chắc là có. Có chứ, bởi vì tình dục cũng là một phần của để mà gắn kết tình cảm giữa hai người. Tình yêu mà không có tình dục thì là tình đồng chí. Nếu mà không có thì chắc là cuộc chuyện tình cảm nó không có được trọn vẹn. Yes. Nếu như mà một người yếu sinh lý mà kết hợp với một người khá là khỏe về vấn đề đó, tình yêu đó nó sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt đẹp. Em nghĩ là có, nhưng mà em chưa từng trải nên thôi sẽ không biết trả lời. Theo mình á, khi mà yêu nhau á thì vấn đề quan hệ tình dục cũng là một trong những cái vấn đề giúp tình cảm của mình nó lâu bền hơn. Và cái việc mà giảm ham muốn bị yếu sinh lý á, nó cũng một phần ảnh hưởng không hề nhỏ đối với cái quan hệ tình cảm của trai gái. Theo em thì cũng có, bởi vì con gái thì nếu mà rụt rè nhút nhát quá thì cái tình cảm nó không có đi tới một cái bến bờ đó. Theo em thì yếu sinh lý ở nữ thì cũng chắc là không ảnh hưởng đâu, bởi vì đâu có chắc giờ bạn nam sinh lý mạnh đâu chị. Cần, tại vì vì là đời sống được đời sống tình dục luôn đẹp lên hòn đầu, đây là mình nghĩ là chắc chắn sẽ có rồi. Tại vì tình cảm thì bắt nguồn từ hai phía, nếu mà một cô gái mà không có một cái tình cảm mãnh liệt với chàng trai của mình thì em nghĩ là sự yếu sinh lý đó ảnh hưởng rất nhiều tới tình cảm hai đứa. Cái này thì chắc trả lời hơi khó, là tại vì mình cũng không trong tình thế của các bạn nữ nên là chắc cũng không biết với bạn nữ thỏa mãn như thế nào. Thì nếu mà mình nghĩ á, cái bạn nữ mà có thì thôi, với bạn nữ cứ nói thẳng mình muốn cái gì thì bạn nam sẽ đáp ứng yêu cầu thôi, chứ cứ mà im trong người thì chẳng ai biết cái gì mà để thỏa mãn được. Chắc là tìm đến bác sĩ quá, không biết nữa. Theo
mình thì nếu như bạn nữ yếu sinh lý thì mình cần phải tìm hiểu thêm, đọc thật nhiều sách vở để tìm hiểu như là mình có thể là giúp cho người bạn trai cảm thấy thoải mái khi bên cạnh mình. Ngoài cái nhu cầu đó thì có thể là giúp anh nấu ăn, đi chơi chẳng hạn, và giúp anh có thể là giải trí và nhiều cái trò chơi khác cũng như là hoạt động khác để anh cảm thấy là vui vẻ khi ở bên cạnh cô nàng. Hãy là người chủ động. Mình thì mình chưa có yêu cho nên mình cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm. Khi nào mà mình có bạn trai rồi đó thì mình sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nha. Thỏa mãn thì cũng có nhiều cách để thỏa mãn đâu, chứ đâu phải là chỉ là cái chuyện đó mới thỏa mãn đâu chị. Em nghĩ là vậy. Em cũng suy nghĩ vậy. Thế mình nghĩ là nên đi chữa bệnh. Theo em thì bạn nữ cần phải đọc nhiều sách, uống thuốc bổ hoặc là tập thể dục, thể thao thường xuyên. Mạnh mẽ theo kiểu là phát triển cái kiểu như là nữ tính của mình nhiều hơn, phát huy mạnh hơn, dịu dàng đầm thắm hơn để tăng cái sinh lý của mình lên.